Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu múi. Di Nguyễn Luxury Home Gym. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn tập luyện Lean Body của Di Nguyễn tại Home Gym VIP, có tại Thoa Xuyên quận 7 nha các bạn. Ở trước mặt các bạn đây là chiếc máy CSM. Nói chung giờ đặt tên thôi thì Duy không biết được tại sao đặt vậy. Nó cái tên nó là CSM. CSM 600 nó là cái khung này. Nó một cái khung mà thật ra là Duy Nguyễn mua để dành riêng cho những ai tập giáo án nặng. Đó, tập giáo án nặng mình set up cái khung này ở trong home gym để chúng ta có thể đạt được những cái thử thách cơ bắp cốt lõi mà Duy Nguyễn đã từng chia sẻ với các bạn trong vòng gần 10 năm nay. Và ngày hôm nay là ngày cơ lưng và Duy Nguyễn sẽ chơi một cái combo 3 bài quyền thoại trên cái bộ khung này thôi. Rồi sau đó Duy Nguyễn sẽ tập cường độ siêu cao trên những thiết bị khác. Đó là giáo án Liberty at home của Duy Nguyễn nha các bạn. Rồi bây giờ Duy sẽ khởi động bài quyền thoại có tên là Barbell Row. Nói luôn cho mấy em dựng phim biết nè. Thứ nhất, bây giờ khởi động 5 set. Set đầu tiên là 20kg, nhảy lên 40kg, nhảy lên 60kg, nhảy lên 80kg, nhảy lên 90kg, nghỉ. Tập thiệt. Lên 5kg bên nữa là 100kg tập thiệt đó. Đây là giọt pre-workout EVB 3D cuối cùng. Uống 3D vô rồi tập ra 4D nha mấy bạn. Và sau giọt pre-workout này thì em phải pha trên một muỗng aminocam. Aminocam là intra workout nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập bài Shrug. Bài này có tác dụng là cầu vai nha các bạn. Cầu vai là chính, tay rồi lưng rồi các kiểu. Nên bạn nhìn cầu vai cũng như đẹp vậy là Duy tập Shrug ở tay THOL đó các bạn. Hai sai. Ăn tiền có 4 cái cuối à. Hãy
mệt không, mệt không? Mệt. Mệt, ngước, uống nước, ngước. Uống xuống. Rồi, lau mồ hôi. Trời ơi, toát hết mồ hôi rồi, khổ quá. Thương thật chứ này. Rồi. Trời ơi là trời. Mát không, mát không? Có cần cảm ơn em không? Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Anh đu cái suốt cặn anh mà giữ cái kia là mình. Làm sao tăng được khối cho game? Nãy thì ba thôi. Lên. Nặng quá. Lên nữa. Cố lên. Ráng lên. Cũng thường thôi. Tập quen chắc là được 300 á. Tại mới tập lần đầu có lạ thôi. 300 con mà quéo tay luôn. Các bạn đến với Home Gym của Duy Nguyễn mà các bạn không trải qua cái thực super set là các bạn uổng phí cả cuộc đời tập tạ nha các bạn. Đây là một chiếc máy Apollo 7.4 rất tốt cho những phương pháp cường độ cao super set, prop set, lean body, max OT. Mình max OT mình tập đâu cũng được rồi ha, mình reway mình tập đâu cũng được rồi. Còn giờ vô này mình phải chơi là đúng cái hệ cable nha các bạn. Rồi các bạn hãy coi Duy Nguyễn thực hiện những cái set super set mà gọi là không ai làm được nha. Em sao sao biết lên ngã cái đầu ra. Bài row á thì chúng ta tập cái động tác này rất là ok và lạ nha các bạn. Lộng mày pull down cái row. Ở Thor Gym Bình Tân á thì nó có, xin lỗi các bạn, ở Thor Gym quận 7 thì nó có cái máy này chuyên để tập lưng. Tập lưng bằng tập gì tập, bạn phải dẫn vòng qua cái máy này. Bạn vòng qua cái máy này bạn tập nha. Ôi, vô. Chọn 80. 1 2 3 4 5 6 7 Chỗ
hoặc 60. Banh nắp, banh nắp. Ôi banh nắp. Banh nắp. Đó bài cuối, bài cuối, bài cuối. Ok, rồi xong buổi tập tạ, bây giờ chuyển qua cardio nha các bạn. Mình sẽ chạy bộ và chèo thuyền. Buổi tập lưng chắc chắn là phải chèo thuyền. Còn chạy bộ là tại mình khỏe với mình đẹp trai thôi. Chọn ra đi, ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền. Duy Nguyễn khắc tên trong thời kỳ đổi mới, tứ trụ BBT ngạo khí một đời. Building là hiện thực nào phải bài thơ. 4 năm hoàn công với tốc độ không ngờ. Cao ốc chọc trời xua tan đi truyền thống. Chiếm đất rừng xây độc nhất rơi chim mơ. Lung linh đăng cấp như tứ giác kim cương. Tòa lạc uy nghi trên lãnh thổ quê hương. Đông Tây đôi xứng ta mang gươm mở cõi. Nam Bắc hợp về ta khép nghiệp đế vương. Ý chí chim mơ như chất thép kiên cường. Vững bước tiên phong trên bước đường quê hương. BPT bụi giao thời thiêng liêng. Ngọn cờ đầu mang đăng cấp dân riêng.
tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu fan thân thương. Định nghĩa trường tồn khai niềm chim và súp chủ nhất đời chim bằng tôn nghiêm phải vậy. Dòng máu lạc hồng bi bi tí tuyên thề xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng Việt Nam. Dòng máu lạc hồng bi bi tí tuyên thề xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng Việt Nam. Phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.